Ok mấy bạn thì uh, theo yêu cầu thì mình sẽ làm cho mấy bạn uh, Một cái video về định hướng YouTube với lại anime ha mọi người ha Thì ở trong cái niche này á thì mọi người nên uh, Mọi người nên uh, Xác định cho mình là những cái anime nào mà nó đang thịnh hành Và um, Nếu như bạn là một cái người mới á và bạn không thể cạnh tranh lại với lại một cái kênh như là kênh phê phim, phê truyện như thế này thì mấy bạn nên uh, gọi là tìm một cái chủ đề gọi là một cái chủ đề uh, gọi là cái lượt danh nó thấp thôi để có thể uh, mấy bạn có thể làm ha thì cái kiểu của như mình á thì mình hay uh, nói với với mấy cái bạn mà làm bên youtube là hãy làm theo cái kiểu mà làm bên cái kiểu phân tích đó, thì mấy bạn sẽ uh, thấy là nó sẽ dễ dàng hơn thì cái này nó điều kiện uh, điều kiện của nó rất là nhiều về cái việc mà ví dụ như là bạn phải biết một chút viết lách nhưng mà mình nghĩ là nó cũng dễ thôi nếu như mấy bạn bỏ thời gian ra mấy bạn đi thu thập thông tin thế này thế kia thì mấy bạn sẽ viết được ha kiểu như vậy thì ví dụ như là mình nói về trong một cái series anime uh, đại chiến Người và thần Record of Ragnarok này á Thì á Mấy bạn Record of Ragnarok là Character Character nè Đó Thì mấy bạn sẽ um, okay, List Character Mấy bạn sẽ coi ha Có thần uh, Đây là Thích ca Đây là Shiva Hades Thor Loki Odin Ares Cronus Hark Hermes, uh, uh, chú tử rùi Hercules, Đa Văn Thiên Vương, For For City, kiểu như vậy thì mấy bạn sẽ vô trong cái này cũng mấy bạn coi cho nó dễ. Đây là Tesla ha và đây là uh, chú rùi. Thì mình có <laughs> mình có đọc qua cho nên là mình cũng biết sơ sơ kiểu như vậy thì thì mình sẽ phân um, tích cho mấy bạn Đó, kiểu, kiểu như thế này nè đó đây là những cái nhân vật là lão bố là Adam, Kojiro, uh, Jack, Thay, Raiden, Tamimun, Phật Thích Ca, đây là Tần Thủy Hoàng, Nikola Tesla đó kiểu như vậy thì mấy bạn sẽ phân tích phân tích từng nhân vật ví dụ như là Lubu uh, mấy bạn bấm vào trong này mấy bạn bấm vào Lubu mình bày mình bày để mấy bạn biết cái cách để lấy tên không nó hiện ra lại bố liền không lubu record up rack right, narrow map detail detail đây nè đó thì nó nó sẽ nó sẽ có cái 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 cái, cái uh, sự xuất hiện nè Uh, ability là khả năng nè. Đó. Thì nó mấy bạn làm một một tập trung là uh, làm về phân tích nhân vật. Mấy bạn hiểu không ạ? Đó thì mấy bạn có thể làm có trong này có bao nhiêu cái nhân vật đó, thì mấy bạn làm bao nhiêu cái nhân vật kiểu như vậy. Đó kiểu như vậy. Thì mấy bạn sẽ gõ cho mình cái keyword là record up character detail. Detail này thiếu chữ s nha. Uh, detail information cũng được hình như là cái từ này đúng hơn thì cái này search mà cái Google nó hiểu cái Mình muốn tìm gì nó sẽ hiện ra thôi nó cũng Đó mấy cái cũng hiện ra Cái ban đầu kiểu như vậy ha Kiểu như vậy à, Thì ví dụ như là Tesla đi đó, Nó hiện sẽ hiện ra Tesla ở, ở, của Record of Ronald Rock wiki nè đó kiểu như vậy ha bạn thì mấy bạn sẽ copy cái 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 những cái 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 đây nè tới ấy à, tới Bruno tới cái thằng quỷ thằng thằng thằng, thằng chết này cái bị sao tăng nghiền rũ nè đó thì bạn mấy bạn phải dịch ra thì mỗi cái nhân vật đó nó đều có một cái cách để thể hiện một cái nhân vật và những thông tin nhân vật nó khác nhau thì mấy bạn sẽ làm một cái những cái video đó như vậy nó như vậy thì người thì, thì bấm, bấm nè phân tích nhân vật nè sẽ chắc chắn là mấy bạn sẽ sẽ có người làm tại vì họ họ làm vì đa phần là là họ muốn làm như vậy và họ hiểu cái điều đó cho nên là cái việc các bạn biết SEO là một chuyện nhưng bạn biết SEO và keyword để mấy bạn lên rank lên top là một chuyện nhưng mà cái việc mà mấy mấy bạn search intent cho khách hàng cho cho những cái khán giả những cái viewer để cho mấy bạn làm á thì nó sẽ khác top đấy mấy bạn thấy không xếp hạng sức mạnh những vị thần tất đồng tật và truck ripper nè đó kiểu vậy thì thì mấy bạn nghĩ thì 10 ngày tới nó có cái 212 ngày lượt xem rồi thì mấy bạn hoàn toàn có thể nói về một cái nhân vật đó ví dụ như tất đồng tật và tesla Đấy, kiểu như vậy thì mình không có bấm vô trong kênh là tại vì nhiều khi nó bị dính bản quyền này cái kia nọ ha đó record record and đó, phân tích nhân vật nè bấm vô đây bấm cái từ put đề đó tiêu điểm nhân vật nè đó mấy bạn mấy bạn thấy không là người ta bây giờ mình mấy bạn làm nó là mới phải phải đón đầu kiểu như vậy thì tí nữa mình sẽ bày cho mấy bạn thêm là những cái cách Đây Tần Thủy Hoàng và Hades nè đó thì 7 tháng trước là tại vì nó đã có có bên comic rồi Nó đã có bên manga rồi cho nên người ta có tư liệu để người ta làm Thì mấy bạn cũng có thể làm được với lại một dạng uh, như thế này nha Biểu như vậy Shiva nè Bấm cho Shiva nè đó sẽ là Shiva, vị thần thần hủy diệt phần thần Shiva đó okay, như vậy nếu như các bạn dám sâu mặt như cái anh chàng này thì các bạn sẽ ok cái như vậy thì thì cái list này nếu kia thì nếu như các bạn không chuyên thì các bạn có thể copy uh, Mấy bạn có thể copy những cái thứ này và các bạn coi các bạn chỉnh sửa lại nội dung hay thế này thế nọ để mấy bạn làm thì mình nghĩ là nó cũng rất là ok đó, ability là khả năng nè đó rồi mental ability nè cái gì nè cái này nhiều quá mình cũng <laughs> mình cũng không có dịch nổi nữa uh, sportsmanship cái đây là cái cây gươm gì đó không, không 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 biết nữa đại khái là nó sẽ nói về khả năng vật lý khả năng tinh thần Bom, cam cam style là cái điểm cái điểm bình điểm bình tĩnh cái đây là từ chuyên môn cho nên là mấy bạn rất là cần phải dùng một cái bộ dịch bên Google này kia kia nọ ha đó thì mấy bạn sẽ làm rồi ok bây giờ à, xong những cái phần mà phân tích nhân vật này này kia kia nọ thì mình sẽ chọn cho mấy bạn là những cái, cái phần niche để mấy bạn làm những cái anime nó ok hơn ha kiểu như vậy thì mấy bạn vô trong Google mấy bạn bấm cho mình là top thì mình phải phải coi top màn gà yeah. top anime đi anime. anime hay không nó nó hiện ra không hay nhất cái 2023 đó không thì bạn bấm luôn top anime 2023 luôn đây 10 bộ anime không bấm vô nhé mình thì mấy bạn cứ sợt bình thường attack on titan uh, uh attack on titan character character này vô đó là các bạn phải vô trong như cái thằng đây là gì đây Eren Yeager Eren Yeager nếu bạn bấm trên Google nó kiểu Aaron là nó sẽ uh, đây có luôn ghê thiệt thằng này nó nổi quá rồi Eren Yeager Wikipedia có luôn nha Evan Info Mission à, Kiểu như vậy thì nó sẽ hiện nó uh, đây Nó sẽ hiện nó một cái web đây Evan đây Đó tương tự là mà mấy bạn làm như vậy ha đó, thì ban đầu là mấy bạn search những cái anime nào mà nó ok một tí xíu Mình mình khá là chắc chắn là nó sẽ... Eren... Aaron... Đây nè Eren... G... Đó, kiểu như vậy ha, mới cái bài tháng trước thôi mà nó tới... Uh... 123 000 lượt xem thì mấy bạn có thể làm tương tự mấy bạn coi cái cái phim nhân vật coi coi một hai tập mà gì đó để mình có tư liệu rồi mình viết theo cái cảm nghĩ của mình kiểu như vậy thì cái đó là cái cách để mà mấy bạn làm một cái kênh ha kiểu như vậy thì cái cách này nó làm với anime thì khá là ok rồi cái phần cái phần nữa là nếu như mà mấy bạn làm mấy bạn phải săn đón à, phải săn đón những cái bộ anime mới ha đây rồi này tiếp để mà đón đầu cái xu hướng để mình làm chứ phải không uh, top an uh, top manga way uh, looking thua oh wow. không biết ghi đúng không trời ok for in 2020, 2023 top my girl đây top manga bạn nên đọc trong năm 2023 manga đã đọc trong 2023 thì 15 cái manga nên mấy bạn bấm vô mấy bạn coi thử là những cái nào trời quá trời luôn đó, mấy bạn thấy không đó là cái đó là cái uh, mình đang nói về cái việc mà cái cách là mấy bạn làm rồi uh, mấy bạn coi cái sân cái, cái nhân vật đó như thế nào thì mấy bạn uh, bắt đầu mấy bạn uh, làm từng chút một chút thì 15 cái manga ví dụ như một một cái manga đó nó có 10 nhân vật mà, mà 15 cái manga thì nó có 150 nhân vật thì mấy bạn cứ làm cứ cứ làm bình thường thôi nếu như mấy bạn không có skill hay là không có một cái cảm nhận gì về manga thì mấy bạn cứ search như cái công cái công thức của mình làm ở trên ở trên clip này nó mấy bạn bỏ vô, mấy bạn làm thôi. Rồi nếu như mấy bạn sau này mấy bạn hầu hết là người ta làm người ta kiếm tiền toàn là những cái thứ mà người ta thích người ta làm thôi. Chứ rất là khó tại vì mấy bạn phải hiểu mấy bạn làm nó mới ok được. Chứ mà mấy bạn làm như việc mình làm giống như kiểu một bóc cục đá bỏ qua thì mấy bạn làm nó cũng ra đó nhưng mà cái kênh mình nó không có hồn và nó không có cái năng lượng bạn phải bỏ cái tâm hồn của mình cái 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 con người của bạn ở trong những cái bài viết trong những cái video của bạn thì cái tổ nghiệp cái 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 cái, cái, cái kênh của bạn nó mới chắc chắn được thì cái đó là cái thuật toán của sau này của youtube có nghĩa là nó hướng đến những cái con tin đáp ứng đến search intent đáp ứng tới những cái nhu cầu thị hiếu của người dùng á thì lúc đó mấy bạn mới thắng nha Ok mấy bạn thì cái đó là cái chia sẻ của mình nếu như mấy bạn làm ở bên manh gà ha Ok mấy bạn hiện mấy bạn vào clip tiếp theo chúc các bạn một ngày tốt lành nhé